Thúy Nga lên tiếng về lời nói với bà cụ Nhật Cá khẳng định không có ác ý. Thúy Nga là nữ danh hài hoại ngoại, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Sở hữu gương mặt phúc hậu cùng lối diễn duyên dáng, dí dòm nên người đẹp gốc Quảng Trị nhận được nhiều sự yêu thích, quan tâm của công chúng. Trên trang cá nhân, Thúy Nga thường chia sẻ, cập nhật những khoảnh khắc thường ngày của bản thân và nhận được lượng tương tác lớn từ người dùng mạng. Mới đây, đoạn video Thúy Nga làm từ thiện tại một chợ cá ở Nha Trang khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, cô có dịp trò chuyện và giúp đỡ một bà cụ 73 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, bà có 8 người con và thường ra đây xin nhặt cá. Biết được hoàn cảnh khốn khó của bà cụ nên Thúy Nga đã biếu bà 200.000 đồng để mua gạo. Đồng thời, Nữ danh hài ngồi ý muốn mua cho bà một trồ cá to nhưng bà không nhận. Tuy nhiên, lời nói và hành động của Thúy Nga dành cho bà cụ nhận về không ít phản ứng trái chiều của khán giả. Nhiều người cho rằng nữ danh hài có những lời nói chưa đúng bực với bà cụ khi nói chuyện. Những câu nói như cá này chỉ để nấu cho heo ăn, có đi vô chợ thịt xin thịt không, tính ra bà đâu có tốn tiền đi chợ mỗi ngày đâu, khiến Thúy Nga bị mất điểm trong mắt khán giả một số ý kiến nhận định nữ danh hài hải ngoại dùng những câu từ vượt quá giới hạn, không tôn trọng bà cụ có hoàn cảnh túng thiếu. thậm chí một số người còn so sánh cô với tiktoker nô về lời nói thư thiện không đúng bực từng bị khán giả phản ứng gay gắt trong thời gian gần đây. trước làn sóng phản ứng của khán giả, thúy nga cho biết bản thân không có ác ý gì mà chỉ muốn giúp đỡ bà cụ, đặc biệt với những câu nói dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, nữ danh hài cảm thấy đó là bình thường và có sao thì nói vậy. Đồng thời, Thúy Nga còn mong khán giả nên coi video đầy đủ bởi câu chuyện không quá đáng như những gì người dùng mạng nói. Nữ danh hài hài ngoại giải thích câu nói cá này chỉ để nấu cho heo ăn vì thấy mấy con cá đã bị nát nên mới nói, hoàn toàn không có ác ý gì. Theo lời Thúy Nga, bà cụ giải thích cá nguyên sẽ ăn còn cá nát sẽ bán cho gà vịt ăn. Về câu nói ngày nào cũng lết vui trợ để xin cá, Thúy Nga cho rằng đây là câu nói đùa mà người dân miền Trung hay nói và không có hàm ý mỉa mai gì bà cụ nhặt cá. Vẫn giữ quan điểm, nữ danh hài bé ích cho rằng đây là những câu nói bình thường. Thúy Nga nhận thấy bản thân không làm gì sai. Thúy Nga nhận thấy bản thân không làm gì sai và bàn chất sự việc khác hẳn với vụ việc của TikToker Đồ no, no. Thúy Nga cũng tiết lộ hai mẹ con cô về Việt Nam bằng máy bay hạng thường phổ thông thay vì bay về hạng sang để tiết kiệm, nữ danh hài hoài ngại tiết lộ số tiền dư ra cũng được hơn 100 triệu đồng nên muốn trích số tiền đó để làm từ thiện. Những lời nói của danh hài Thúy Nga trong quá trình trò chuyện với bà cụ Nhật Cá ở Nha Trang nhận về không ít ý kiến trái chiều của khán giả. Việc cô lên tiếng về câu chuyện lụm xùm này phần nào giúp công chúng hiểu rõ hơn về vấn đề. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những lời nói của Thúy Nga khi trò chuyện với bà cụ Nhật Cá và cách giải thích của nữ danh hài?